Sẽ thế nào nếu tiền Việt Nam có giá trị cao bằng tiền Mỹ? Đô la Mỹ hiện đang là một trong những đồng tiền có giá trị cao trên thế giới và đồng Việt Nam cũng đang là một trong những đồng tiền có giá trị quy đổi thấp thứ hai thế giới, thấp hơn bất kỳ các quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Lào. Nếu mà để so với Việt Nam thì một đô la Mỹ hiện đang có giá trị bằng 25.000 đồng Việt Nam rồi. Vậy sẽ thế nào nếu đồng tiền Việt Nam có giá trị ngang bằng so với đồng tiền Mỹ nhỉ? Chúng ta có thể mua được những gì và điều gì có thể xảy ra với nền kinh tế Việt Nam? Hãy cùng DIT tìm hiểu xem sao nhé! Vào một ngày đẹp trời khi bạn thức dậy, một Việt Nam đồng lại bằng đến một USD. Bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì khi đó chỉ cần cầm 1.000 đồng bước chân vào cửa hàng Thế Giới Di Động, bạn đã có thể mua ngay một con iPhone 15 Pro 512GB ngay lập tức. Chưa kể những thứ như biệt thự di động Rolls Royce thì với 500.000 đồng là bạn đã có thể ngạo nghễ dinh ngay một em về nhà đấy. Còn rẻ hơn mua hai cái lốp xe đạp điện hiện nay rồi đúng không nào? Chưa kể với đó là bạn có thể tự tin ra đường đổ xăng chỉ với 1 đồng 1 lít rồi nhá. Giờ mua xăng về tưới đầy bể bơi Olympic mà bơi chắc cũng chả bằng tiền mua cái mớ rau ngoài chợ đâu nhở. Bên cạnh đó, lúc này bạn cũng có thể đi du lịch nước ngoài như cơm bữa hoặc thậm chí là việc đi du học nói ra thì cũng chỉ nhẹ nhàng như đi chơi mà thôi. Lợi ích đến với chúng ta như vậy, thế nhưng liệu nền kinh tế của cả quốc gia có gì thay đổi không? Với việc một Việt Nam đồng bằng một USD như vậy, chắc chắn người người, nhà nhà sẽ săn đồ nước ngoài. Và chắc chắn với sức mua nhiều như vậy, đồng tiền USD dự trữ trong nước có thể sẽ cạn kiệt trong tương lai gần nhất. Đó là bởi dù cho đồng tiền Việt Nam có bằng giá so với đồng tiền Mỹ, thì Mỹ cũng sẽ không sử dụng tiền của Việt Nam. Và để chi trả thì buộc tiền Việt Nam sẽ đổi lại về tiền Mỹ. Điều này còn kéo theo một hệ lụy khá là đáng buồn. Nếu đồng tiền Mỹ hết sạch tại Việt Nam, thì việc nhập khẩu sẽ khá là khó khăn và thậm chí sẽ bị chững lại. Không còn khả năng nhập khẩu nữa. Mấy món như là iMac với iPhone giờ đây cũng không có mà mua, xăng cũng không còn để đổ, có khi còn không có xe đạp để đi. Nghe thật là đáng buồn phải không nào? Lúc này chúng ta sẽ buộc phải tự cung tự cấp hoàn toàn chủ động từ những thứ nhỏ nhất, từ con ốc vít như anh bạn Triều Tiên vậy. Không chỉ vậy, nếu đồng tiền Việt Nam đã trở nên đắt đỏ và bằng giá so với tiền Mỹ, hàng loạt các công ty nước ngoài và các khu công nghiệp sẽ rút khỏi Việt Nam do lao động cũng không còn rẻ so với nước họ nữa. Kéo theo đó là có hàng triệu làm việc tại Mỹ cũng không có lý do gì phải làm tại đất nước xa xôi này và quay trở lại Việt Nam ngay lập tức. Việc hàng loạt các công ty nước ngoài rút khỏi Việt Nam có thể sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp của hàng triệu người dân, không chỉ làm giảm thu nhập cá nhân mà còn gây ra tình trạng buôn bán giảm sút và suy giảm trong khả năng chi tiêu của người dân. Điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn khi người dân ít chi tiêu hơn dẫn đến việc doanh số bán hàng giảm, từ đó cản trở sự phát triển của doanh nghiệp trong nước. Hệ lụy của việc này có thể làm các vấn đề tệ nạn xã hội tăng cao như tỷ lệ tội phạm, trộm cắp, lừa đảo và nghèo đói. Thêm vào đó, khi nguồn vốn của nước ngoài vào Việt Nam từ trước đến nay cũng sẽ bị rút bỏ, chúng ta sẽ buộc phải tự chủ về mặt kinh tế, hoặc không, mọi quá trình sản xuất sẽ bị đình trệ lại. Các dự án hạ tầng và công nghệ mới cũng có thể bị đình trệ, gây rối loạn cho kế hoạch phát triển kinh tế của quốc gia. Như vậy có thể thấy được rằng, nếu đồng tiền Việt Nam ngang bằng so với đồng tiền Mỹ, sẽ có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho chúng ta. Tuy nhiên, thách thức lại hiện ra nhiều một cách đáng kể phải không nào? Việc thay đổi tỷ giá đối thoại tại Việt Nam đã diễn ra thường xuyên, nhưng bạn có nghĩ rằng sẽ có thể khả năng này sẽ xảy ra trong tương lai hay không? Hãy để lại bình luận cho DIT được biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!